Hello hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Quân. Và video hôm nay là chuyên mục unboxing. Và đây là lần đầu mình mua đồ trên Taobao luôn mọi người. Và lúc trước thì mình đã đọc rất là nhiều cách thức để mua đồ trên Taobao, nhưng mà kiểu không có tự tin để mua. Nhưng mà đợt này là mình đã gom một đống lúa để mà đập vô cái hộp Taobao này. Và video này mình sẽ chia làm hai phần nha. Phần đầu thì mình sẽ ho đồ cho mọi người xem, và phần số 2 thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách order trên Taobao. Ok, bắt đầu video nào. Và ở trong cái ho này thì mình có mua vừa giày dép nè, rồi vừa quần áo rồi nữa. Và mình cũng mua nhiều á, cho nên là cũng không có nhớ là trong cái thùng hàng to này nó có cái gì. Nhưng mà cho mọi người xem, nó rất là cao và to luôn. Lúc mà shipper ship về cho mình cũng mất hồn á mọi người. Thời gian mà mình đặt những món hàng này á, lúc đầu mình nghĩ thì phải mất gần 1 tháng mới tới nơi. Nhưng mà may sao á, thì chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã dần dần có hàng rồi. Khi mà mình đã khui ra hết những cái món hàng nhỏ như thế này rồi, bây giờ sẽ khui cái thùng to nhất đầu tiên nha. Ôi trời, ở đây là cái thùng to nhất. Và không biết trong này là cái gì. Đây, ở trong này có hai cái hộp. Và hai cái hộp này thì chắc là hộp giày rồi á mọi người. Nhìn giống nè, nhìn giống như là hộp giày vậy á. Ok, và cho mọi người xem cái hộp ship về còn nguyên vẹn luôn á. Rất là ok nha, mình thế là tin tưởng cái bên vận chuyển này luôn. Và đợt này thì mình thấy ở trên Taobao giày rất là đẹp, cho nên là mình cũng mua khá là nhiều á. Và lúc mà khui ra thì ở trong này họ có tặng cho mình một đôi tất nè. Để xem đây là đôi gì. Đây là một đôi giày rất là xinh nha mọi người. Cái lúc mà mình thấy ảnh ở trên mạng là mình đã rất là ưng ý cái đôi này rồi. Nó có một cái mũi, nó như là mũi sò vậy á. Nó thiết kế khá là giống Converse nha. Chất lượng rất là đẹp luôn nha mọi người. Đường may, độ chắc chắn y chang Converse luôn á. Và có giá thành khá rẻ. Mình nhớ đôi này đâu, mình mua tầm như 500.000. Không có nhớ rõ lắm, nhưng mà cỡ tầm đó. Rất là xinh luôn á. Cái đôi giày này mình nghĩ là rất là dễ phối đồ nha. Mặc đồ gì cũng hợp luôn á. Ở trong cái bóp hàng á, còn có thêm cả một cái visit hay là phiếu bảo hành gì á mọi người. Nhưng mà nó là kiểu chủ Trung Quốc á, cho nên là mình cũng không hiểu lắm. Qua món hàng tiếp theo nha. Và mình nhớ là nếu mà đúng á, là ở trong cái shop này mình có đặt hai đôi giày. Đôi giày thứ hai cũng được ở trong một cái hộp như thế này luôn. Cái hộp này thì khi ship về nó hơi móc méo một chút, nhưng mà nhìn thì cũng ổn hết mọi người. Cái shop mà mình mua ở trên Taobao của cái hãng như này có tên là Donkey nha mọi người. Shop này lượng bán rất là khủng luôn á. Có những cái đôi giày nói chung là mình thấy thiết kế rất là lạ, và ở trên Shopee thì vẫn chưa có, cho nên là mình mới đặt mua khá là nhiều. Ở trong cái hộp này thì cũng được rất là chỉnh chu nha. Nó có cả cái cạp visit rồi. Và được tặng thêm một đôi vớ. Trời ơi, đẹp lắm mọi người. Xuất sắc luôn á. Trời ơi, dễ vang, đẹp dễ vang luôn á. Đây là cái đôi giày, nó có cái form kiểu giống như là Van old school vậy á. Nhưng mà nó không phải là Van old school nha. Và cái đế của nó cao nha, cao cỡ tầm khoảng 3 phân. Và ở trong này thiết kế rất là chỉnh chu luôn á mọi người. Ở phía trong này nó có cái lớp giày mà giống như kiểu mà gỗ, vụn gỗ á. Nhìn rất là hay. Ship về tới Việt Nam á mà mình thấy rất là ok á, là có nhét thêm cả cái này để mà nó giữ cái form giày cho mình nữa. Trời ơi, nó xinh dễ quen luôn á mọi người. Trời đất ơi, nó xinh dễ quen. Đôi giày này nếu mà bạn nào muốn mua thì mình mua size này là size chuẩn của mình là size 36. Và mang thì nó hơi rộng chút, nhưng mà nếu mà mang vớ vô thì nó sẽ vừa. Trời ơi, đường chỉ xuất sắc. Tiếp theo hào hứng rồi đó mọi người. Quá hào hứng, quá vui, quá vui. Đầu tiên khui ra thì sẽ có một cái miếng dán gót, để cho lỡ giày có bị rộng á thì dán vào. Đẹp không mọi người? Trời ơi, dễ mang, đẹp lắm luôn á. Bạn nào mà thích giày cao gót á mà dán Mary Jane á thì có thể thử qua đôi này nha. Trời ơi, đẹp kinh khủng. Đôi giày này á thì đợt trước thì mình đã thấy Linh Tiêu mang khá là nhiều, xong rồi mình mới lên Taobao mình đặt thử. Thì về chất lượng rất là đẹp luôn. Với cái chất liệu da bóng như thế này thì mang lên kiểu nhìn mình giàu hơn á mọi người. Và năm nay thì hot trend đó là mũi vuông và đế vuông. Tổng này mình đặt toàn giá tầm cỡ 500.000 thôi, thì mình thấy khá rẻ. Và rất ok nha, đường may đồ đế rồi xịn lắm luôn á. Là một chiếc hộp màu xanh lá cây. Cái hộp này thì ship về tới nơi nó đã móp méo hết rồi. Mong cho đôi giày vẫn còn nguyên vẹn. Rồi. Ok,
Đây là một đôi giày hay cũng đẹp á. Khi về mình thấy kiểu nó hơi lạ mọi người. Nó hơi bị to. Đôi giày này rất là phù hợp để đi đánh ghen cho mọi người. Cái đôi này á, cái phần mũi với cái phần đế nó to gấp đôi cái đôi này luôn. Nhưng mà cũng khá là xinh. Bạn nào mà hay thích mặc đồ kiểu phong cách Unzan á thì rất là xinh. Đường may đường chỉ ok nha. Cái đôi này á thì cái chất liệu da của nó này dán nhám. Thường thì những cái đôi này mình thấy ở trên Shopee, cái đôi mình đặt về thì nó không có được xịn sò như vậy lắm. Lưu ý với mọi người, nếu mà mọi người mua giày dán Mary Jane, những cái dán như thế này á mà nó không có cái dây qua á thì mọi người phải mua nhỏ hơn một size. Mình để ý cứ mỗi lần mà mua mà đúng size á thì là cái gót này đi nó rất là dễ tuột. Tiếp theo nè, cái này là một đôi dép rất là đơn giản luôn và có cái phần đế gần giống như là đế bệt luôn á. Chất liệu da kiểu như da nhám lì á và đường may ok nè. Đường keo đồ cũng không bị bung chỗ nào hết. Những cái đôi dép như thế này ở trên Taba bán rất là rẻ luôn á mọi người. Bạn nào mà hay kiểu mặc đồ style Hàn á thì có thể lên đây đặt. Tiếp theo là không biết là cái gì. Nhưng mà mình được tặng một cái lược đó mọi người. Đây là một chiếc túi. Quá xinh lắm luôn á mọi người. Xuất sắc luôn nha, cho mọi người xem gần nè. Túi rất là đứng form luôn. Nhìn bên hông á nó không có bị mốt vào, nó cũng không có bị ọt da hay thế nào hết. Ở đằng trước á thì sẽ vặn khóa như thế này. Ở trong thì nó sẽ có một cái đường dây kéo, có cặp dây. Những cái túi như thế này nói chung là trên Taba mình thấy bán giá rất là rẻ luôn á mọi người. Nhưng mà đến ra là ship về tới nơi mà vẫn giữ nguyên form là rất là xuất sắc luôn á. Nếu mà đợt này mà mình mua thành công ở trên Taba thì mình sẽ mua đồ trên Taba luôn. Những cái bát mỏng như thế này thì chắc là quần áo á mọi người. Và đối với quần áo thì mọi người khu cẩn thận da. Lấy tay xé cũng được chứ đừng có lấy da rọc giấy. Mình đã từng bị mấy lần rồi. Rọc cái là rọc vào đồ luôn. Đợt này thì mình hầu hết mua đồ ở trên một cái shop chuyên bán đầm công chúa mọi người. Đồ kiểu như đồ baby doll mà chất liệu gấm tùng xòe đồ á. Đó là một cái phong cách mình rất là thích. Đây là cái áo đầu tiên. Đây là một cái áo kiểu baby doll, có chất liệu vải gấm và đằng sau nó sẽ kiểu như hở lưng á, nó sẽ có cột ở đây và nó xòe. Có một điều là cái dây này mình thấy nó khá là mỏng manh á, cho nên là chắc là mặt sẽ còn hồng một xíu chứ không thôi là chắc là rất là dễ đứt luôn. Nhưng mà tổng thể vải rất là đẹp luôn á. Cái này là một cái set rất là hot nha mọi người. Lúc đầu thì mình cũng không có tính mua đâu, nhưng mà tưởng tượng á là mặc lên nó sẽ rất là năng động mùa hè. Cho nên mình mới mua cái set này. Một chiếc áo crop top bóng chày rất là đẹp nha, màu sắc này mọi người xem, chất liệu vải rất là dày dặn luôn á, kiểu có dạng hai chiều. Và đi cùng với lại cái bộ này thì nó có một cái chân váy hay là cái quần gì đó đây. À, nó có một cái chân váy nha. Cái chân váy này thì nó không có quần ở bên trong cho nên là chắc phải mặc một cái quần bảo hộ ở bên trong, tại vì mình thấy nó khá là ngắn á. Lưng thun thì hơi cứng nhẹ một chút, nhưng mà đối với bạn nào mà eo nhỏ thì ok. Còn đối với bạn nào mà kiểu lưng lửng như size SM thì mình thấy cái lưng này nó sẽ hơi cứng nha. Nếu mà được thì mọi người nên mua size M, nó chắc là nó sẽ thoải mái hơn. Và tiếp theo vẫn là đồ của shop công chúa. Đây là một chiếc váy rất là xinh. Chất liệu vải nó sẽ hơi thô cứng nhẹ một chút. Đối với chất liệu này thì cái đầm của nó sẽ lên dáng rất là đẹp, đứng form, nhưng mà nó sẽ hơi nhăn. Và ở trong này thì nó sẽ có hai lớp, cho nên là chiếc đầm này mình nghĩ mặc lên form sẽ rất là đẹp nha mọi người. Có form dáng rất là đơn giản, nó sẽ nhúng ở trên và nó kiểu hơi xòe xòe nhẹ ở dưới. Form này thì nó sẽ thiên về baby doll, cho nên là các bạn nào mà thích phong cách kiểu nắm đùm cute thì đều có thể mặc được cái phong cách này nha. Mình mua nhầm hai món rồi mọi người ơi. Lúc đầu nhìn trên hình thấy có vẻ khác nhau mà về thì nó y chang nhau luôn rồi. Cái áo này thì nó chỉ có khác mỗi cái chỗ là nó sẽ có cái tay thôi. Ở đằng sau thì nó vẫn hở lưng nha mọi người. Rất là xinh nhưng mà nó trùng với lại cái áo kia của mình mất rồi. Heo. Mong chứ đừng đặt trùng nữa. Đây là một pack đồ mà đến từ một shop luôn. Mọi người á, nếu mà mua mà chung một shop á thì shop nó sẽ gói hàng chung một pack thì nó sẽ tiện cho mình hơn. Đầu tiên là một chiếc áo rất là xinh nha. Kiểu crop top và có phần tay phồng. Chất liệu là chất liệu len tâm, nhưng mà chất liệu này nó cũng đang hai lớp cho nên mình thấy khá là dày nha. Đối với bạn nào ở trong Sài Gòn trời nóng á, để ngồi máy lạnh thì ok. Còn nếu mà đi ngoài đường thì chắc nổi điên luôn mọi người. Và tiếp theo lại là một chiếc áo nổi điên cho mùa hè nữa mọi người ơi. Ôi ơi, nó dài dã man luôn á. Ở trong này nó có cả thêm một lớp lót nữa. Và ở ngoài thì cái lớp này nó rất là dày luôn. Mình không có nghĩ là nó dày đến cỡ này. Và họa tiết thì họa tiết răng sói, rất là trend, rất là đẹp.
như vậy nó quá dày luôn á. Cái này chắc là phải để dành đi Đà Lạt hoặc là đi Hà Nội gì á, và mùa lạnh thì mới mặc được. Nope. Cái tiếp theo, đây là bộ chiếc áo thun thế thôi, rất là xinh nha, nhưng mà mình thấy chất liệu vải có vẻ hơi mỏng một chút, không biết form lên như thế nào, nhưng mà chất liệu vải kiểu như vải giấy á, hơi mỏng. Nhưng mà mình thường thì mình rất là thích những cái chất liệu vải mỏng như thế này á, mặc lên á người của mình sẽ rất là ốm. Ở đây là bộ pack đồ ship sau. Oh my god, đây là một chiếc đầm mình đặt, có một cái dáng kiểu như dáng của tàu á mọi người, kiểu như nó sẽ có cái nút tàu ở đây. Cái dáng này nó sẽ là đầm suông và khá là đơn giản, nhưng mà cái điểm nhấn của nó là cái phần nút này mọi người. Mọi người nhìn cái nút nó rất là xịn nha. Ở ngoài cái viên ngọc này nó siêu to khổng lồ luôn á, chất liệu của nó vượt xa tưởng tượng của mình á. Ở trên app á thì mình thấy có vẻ như chất liệu của nó sẽ là thun mà thun dài dặn á mà co giãn, nhưng ở đây thì đây là một chất liệu gấm và nó hơi cứng nhẹ một chút. Chất liệu này á, thì mặc mùa hè sẽ hơi nóng, nhưng mà được một cái là nó sẽ đứng form rất là đẹp nha. Và cái đầm này ở trên app thì mình nhìn nó là màu trắng, nhưng mà đặt về thì nó sẽ là màu hơi kem kem một chút. Đây là cái pack cuối cùng. Wow, cái đầm này xịn lắm luôn á mọi người, rất là đẹp nha. Đây là một chiếc đầm kiểu như cũng là baby doll, và nó không có tay, kiểu tay cánh tiên như thế này á. Và đằng sau nó sẽ là cột cái dây và nó tạo thành cái nơ hở lưng nhẹ một chút. Thì cái đầm này á, nó chất liệu nó là vải gấm, rất là dày luôn á, rất là sang nha. Đối với bạn nào á mà muốn mua kiểu đồ mà đồ sang sang một xíu, đi cà phê cũng được, đi dự tiệc cũng được á, thì mình sẽ để link mua hàng của cái shop này ở bên dưới cho mọi người. Nếu mà muốn mua được tay ba thì có thể bấm vô đây. Wow, cái hộp này vẫn còn nguyên nha mọi người, rất là đẹp luôn á. Mình để ý nha, nãy giờ mình khui đồ á, mình thấy những cái shop mà bán giày ở trên Taobao á, ship về rất là chỉnh chu luôn á. Tuy là ship xa đến cỡ đó nhưng mà rất là chỉnh chu. Ở trong này họ sẽ có một cái gói hút ẩm nè, nhìn gói hút ẩm xịn đâu mọi người. Một tờ vé số hả? Đây là một đôi giày khá là đắt tiền, nhưng mà không phải là của mình. Đây là một đôi giày mình đặt cho chị của mình đó mọi người, và cái đôi này nó khá là đắt nha, khá là xinh nha mọi người. Đây là một cái kiểu mà giày nó hình một cái rọ như thế này á, cái phần đế của nó là đế cao su nha, và cái đường chỉ may của nó rất là đẹp luôn, chất lượng giày rất ok và ship xa đến cỡ đó mà giày còn nguyên form rất là đẹp luôn. Ở trong những cái bát giày này á thì đều có tặng thêm một cái miếng lót gót á. Tính ra đồ mua giày trên Taobao mà giá mắc một xíu á, nó rất là đáng đồng tiền luôn á mọi người. Ok, và thế là đã xong hết cái chuyên mục unboxing của ngày hôm nay. Và mình thấy là video chắc là cũng sẽ hơi dài một xíu đó mọi người, cho nên là bây giờ mình sẽ bước vào cái phần 2 luôn nha. Phần 2 là làm thế nào để mua được đồ ở trên Taobao. Thì đầu tiên mọi người sẽ tải cho mình một cái app Taobao nha mọi người. Và bình thường thì mình sẽ sử dụng app ở trên điện thoại để mà lướt tìm đồ trước, và sau đó mà lúc mà mình muốn mua đồ á thì mình sẽ lên máy tính để mình mua. Sau khi mọi người đã chọn được những cái món đồ yêu thích và bỏ vào trong cái giỏ hàng ở trong cái app Taobao ở trong điện thoại, thì mình sẽ lên máy tính và vào truy cập vào trang web happyorder.vn. Thì ở trên Happy Order sẽ có một cái video hướng dẫn để mọi người cài đặt cái app này ở trên máy tính của mình. Nó sẽ app vào cái thanh công cụ ở trên, và mình vào trong cái giỏ hàng mà mọi người đã cho cái sản phẩm mọi người thích vào rồi á, mình sẽ bấm vào, và ở trong đó nó sẽ hiện lên giá tiền đổi từ nhân dân tệ qua tiền Việt Nam. Và ở phía dưới cùng của cái góc màn hình á, nó sẽ có một cái thêm giỏ hàng. Thì mọi người chỉ cần bấm vào thêm giỏ hàng là cái món hàng đó sẽ chuyển vào trong cái giỏ hàng của Happy Order. Và sau đó mình sẽ vào trong Happy Order và mình nạp tiền vào ví, và mình kiểu thanh toán như bình thường thôi là đã xong rồi, và không cần phải qua bất kỳ một bạn trung gian nào hết. Thì mình thấy như vậy nó sẽ chủ động hơn cho mình đó. Và làm thế nào để mà mình kiếm được đồ ở trên Taobao? Thì theo kinh nghiệm của mình, mà đây là lần đầu tiên mình mua thôi, nhưng mà đợt trước thì mình đã tìm hiểu rất là lâu rồi á, là mình sẽ lướt những cái shop mà chuyên order đồ Quảng Châu mọi người. Và mình thích cái mẫu nào thì mình sẽ lưu lại hình, và sau đó mình sẽ vào cái thanh công cụ của cái app Taobao mình tìm kiếm hình á, mình gắn cái hình đó vào để mà mình tìm kiếm ra cái sản phẩm tương tự. Chỉ cần sau 3-4 lần mình tìm kiếm thôi thì Taobao nó cũng giống như Shopee vậy á, nó sẽ giống như nó đọc được suy nghĩ của mình là mình thích tìm những cái gì, thì nó sẽ hiện ra những cái sản phẩm tương tự. Đối với mình á thì bởi vì mình cũng ăn chắc mặc bền đó mọi người, mình không có muốn đồ mua đồ hàng fail, cho nên mình sẽ mua hàng những cái shop mà nó có hàng kim cương nè, hàng vương miện xanh với lại hàng vương miện vàng. Vương miện vàng là cái hàng cao nhất và có lượng người mua đông, rồi nói chung có feedback tốt,
Và đối với mọi người mà mua đồ á, thì mọi người nên đọc feedback nha. Tại vì ở trên Taobao thì người mua feedback rất là có tâm luôn. Mọi người vừa có video này, vừa có hình sắc nét này, chứ không phải như Shopee này mọi người chỉ gắn đại một cái hình nào đó xong nó feedback đâu. Cái thời gian sau khi mình đặt xong đồ của trên Happy Order thì mình thấy đợi tầm khoảng tùy món đồ. Ví dụ như hồi xưa là mình đặt một cái đèn kiểu đèn sunset á, thì nó sẽ mất tầm hơn một tháng nó mới tới nơi lận, tại vì món hàng khá là cồng kềnh luôn á. Còn đối với đồ mà kiểu giày dép quần áo này thì mình thấy đâu chỉ tầm 14 đến 15 ngày là đã có hàng full luôn rồi. Cho nên là mình thấy so với lại Shopee quốc tế thì đặt hàng ở trên Taobao thời gian nó cũng tương tự thôi. Nên là nếu được thì mọi người cũng nên tìm hiểu thử qua đồ ở trên Taobao nha. Vì theo mình thấy cái lúc mà mình khui cái kho này nó rất là thành công luôn á, rất là đáng đồng tiền. Ok, và cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Nhấn like và subscribe và nhấn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nhé.